Alo, xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Như thường lệ, hôm nay kết thúc phiên giao dịch thì chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong phiên ngày hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2024. Phiên ngày hôm nay thị trường điều chỉnh giảm khoảng tầm 6 điểm, đúng không ạ? Thì khi hôm nay nhóm cổ phiếu dầu khí thì gần như là có cái lực đỡ rất là tốt cho cái chỉ số của chúng ta trước cái áp lực bán mạnh. Bán mạnh ở đây là khi khoảng hai phiên cổ phiếu giảm của đầu tuần, đúng không ạ, của hôm thứ sáu và của hôm thứ hai đó, thì hôm nay rồi cổ phiếu cũng về. Thêm nữa là cái điểm số của Vini hôm nay nó quay lại cái ngưỡng khoảng 1280, đúng không ạ, từ buổi sáng 1280 thì nó test lại cái đỉnh cũ. Thế thì nhiều người cũng lo lắng, nhiều người cũng sợ, nhìn về mặt mẫu hình, nhìn về mặt nến ấy. Tức là nếu đánh break, hôm qua mình nói rồi, nay đánh break đi, break vượt 1280 thì có vẻ là cái sự yên tâm nó tăng lên. Đấy, còn hôm nay mà lên tới cái đỉnh cũ xong rồi lại quay xuống thì dẫn đến là gì, là cái nỗi lo lắng nó lại tăng lên và cái áp lực bán ở buổi chiều nó mạnh hơn nữa khi mà cổ phiếu về tài khoản, đúng không ạ? Đấy, thì thanh khoản phiên ngày hôm nay cũng tương đối lớn, vượt trung bình 20 phiên nhưng mà ở chiều của cái nến đỏ nên cũng làm nhiều người bảo là lại tiếp tục phân phối rồi, lại đỉnh số 2 rồi. Đấy, thêm nữa là dòng tiền ngày hôm nay thì nó vẫn không tập trung vào cổ phiếu lớn, cổ phiếu vốn hóa lớn, cổ phiếu blue chip ấy, mà nó tập trung vào nhóm, có vẻ lẽ là ở nhóm mid cap nhiều hơn, kể cả nhóm dầu khí, nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản, kể cả nhóm cảng, thì nó cũng thuộc dạng nhóm vốn hóa tầm trung thôi. Còn đa phần là cái lực bán và cái áp lực bán mạnh nhất vẫn là gì, ở nhóm ngân hàng. Và nhóm ngân hàng là cái động lực, cái áp lực chính của thị trường ngày hôm nay, phiên hôm qua cũng thế, phiên hôm nay cũng vậy, đúng không ạ? Thế thì cái thêm một cái áp lực nữa là hôm nay khối ngoại bán mạnh quá, khối ngoại bán ròng hôm nay tới 900 tỷ lận. Không biết là kiểu gì mà ông ấy cứ chạy miết vậy, đúng không ạ? Đấy, không, tỷ giá rồi mọi thứ cũng thấy là đang cố gắng để điều hành cho tốt rồi mà ông vẫn cứ chạy. Ngày nào cũng cứ bán ròng. Có mỗi mình ông Phú Bông là dạo này vẫn thấy hay mua thôi, còn các cái quỹ khác, các cái tổ chức khác là cứ thấy rút ròng hoài. Đấy, thì chúng ta sẽ theo dõi thêm một số ý trong cái video ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau chia sẻ xem là liệu liệu rằng tất nhiên là khi thị trường lên thì không đoán đỉnh mà xuống thì không đoán đáy, đúng không ạ? Cũng chẳng cần phải bắt dao rơi, cũng cần chẳng cần phải chốt ngay đỉnh, nhưng mà chúng ta xem là cái xu hướng của thị trường nó đã gãy chưa, đã mất chưa. Đó, nhưng mà nhiều người là cũng có dấu hiệu lo lắng rồi. Một số anh mới nhắn tin này bảo thị trường là phân phối tiếp rồi, tạo hai đỉnh rồi, chắc chạy thôi thế này thế họ đó. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận định và chúng ta chia sẻ thêm một số ý, và tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo, không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Chúng ta quay trở lại với cái diễn biến của thị trường. Diễn biến của thị trường phiên ngày hôm nay á, thì nếu chúng ta nhìn nhìn khái quát, nhìn về mặt tổng thể thì phiên sáng, đúng không ạ, trong phiên sáng mọi chuyện vẫn ổn. Hôm phiên ngày hôm nay là thủ tướng họp với các doanh nghiệp liên quan đến ngân hàng, đúng không ạ? Đó, rồi với các công ty bất động sản, một số các cái tập đoàn công ty lớn, để mà tìm kiếm các cái giải pháp tháo gỡ. Thì buổi sáng thì thị trường nói chung là cũng rung lắc chứ cũng không phải là đi gọi là bình lặng, đúng không? Mở cửa vẫn có gap rồi sau đó nhúng xuống nhúng lên vài lần, nhưng mà cái mức biên độ nó không lớn. Tuy nhiên thì cái diễn biến phiên chiều thì nó lại tiêu cực hơn. Chúng ta nhìn phiên chiều là gần như là chỉ có một chiều đi xuống thôi. Đó, và đỉnh điểm mà sâu nhất của nó là nhúng xuống khoảng hơn 2 giờ một chút xíu, rồi sau đó có một cái nhịp hồi lên được khoảng một nửa của phiên chiều thôi. Đó, và cuối cùng thị trường vẫn giảm khoảng 6 điểm, tức là 0,5%. Và cái dòng tiền ngày hôm nay và các cái cổ phiếu mà khỏe ngày hôm nay thì đa phần là thuộc nhóm dầu khí. Chúng ta để ý GAT này, đúng không? PVD, PVT, PLX, như vậy là có 4 cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí là kéo nâng đỡ thị trường trong ngày hôm nay. Đó, các dòng khác chúng ta thấy VIX vẫn khỏe này, GVR này, Kinh Bắc này, rồi gì DIG, như vậy cổ bất động sản hôm nay cũng có mặt trong này, trong cái việc đóng góp vào điểm số tăng của thị trường. Ngoài ra thì có VIX, có Đức Giang. Tất nhiên là cái mức mà nâng đỡ thì nó cũng không nhiều, nhưng mà ở cái chiều giảm mà chúng ta nhìn thấy là đa phần là cổ ngân hàng, ba ngân hàng lớn nhất thì kéo giảm đây đó. Ngoài ra thì còn bốn ngân hàng cũng thuộc top, là nằm trong top 10 cái ngân hàng gọi là to của chúng ta thì đều kéo giảm hết, đúng không? Thế Giới Di Động là của Hòa Phát, cả Masan. Thế như vậy là với một cái mức giảm của các cái trụ lớn như thế này thì không kiểu gì mà Vini xanh nổi, đúng không ạ? Trụ vẫn đang bị đè như thế này thì Vini không kiểu gì xanh, là tiền nó cứ tập trung vào các cái cổ phiếu thuộc vốn tầm trung thôi, vốn hóa vừa và nhỏ, vốn hóa vừa và nhỏ.
Thì về mặt điểm số thì có thể là nó không tăng, nhưng mà cái cục diện chúng ta nhìn thị trường thì có lẽ là cũng không không tệ lắm. Nó nhìn thanh khoản của thị trường thì nó vẫn tập trung vào nhóm chứng khoán này. Đó, 4 cổ phiếu chứng khoán SNS, VIX, VND, SSI là đều là có thanh khoản lớn nhất của ngày hôm nay về khối lượng cổ phiếu khớp lệnh nha. Đó, và đa phần trong số đó là vẫn tăng. SSI sáng tăng mạnh lắm mà cuối cùng đóng phiên lại đỏ nhẹ này. Đó, DIX xanh này, Hòa Phát đỏ. Gách cũng có dấu hiệu kinh Bắc đấy, thì chúng ta nhìn ở đây chúng ta nhìn về tổng thể thì nhìn chung vào các cái mã mà có thanh khoản lớn của ngày hôm nay thì nó cũng gọi là cũng 50 50 chứ cũng không đến nỗi nào, đúng không ạ? Thậm chí cái nhiều mã tím trong này, PVT, EGC này. Đó. Đối với các thị trường thế giới thì chúng ta thấy phiên hôm qua thị trường chứng khoán Mỹ là đóng cửa trái chiều, đúng không ạ? Dow Jones thì xanh, S&P 500 và Nasdaq thì đỏ nhẹ. Hiện tại thì các cái hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ thì đang giao dịch khá là tích cực, đúng không ạ? Tăng từ 0.3 tới 0.5% này. Châu Á hôm nay giao dịch thì trái chiều, Hàn Quốc và Nhật thì tăng. Trung Quốc, Hồng Kông thì giảm đỏ. À, rồi chúng ta là đỏ theo Trung Quốc và Hồng Kông. Châu Âu hiện tại đang giao dịch thì cũng trái chiều, đúng không ạ? Chứng khoán Anh thì coi như là chưa tăng, chưa giảm. Đức tăng nhẹ, Pháp thì tăng tương đối 0.5. Đấy. Đối với thị trường hàng hóa thì chúng ta thấy hôm qua là giá vàng thì điều chỉnh giảm, tuy nhiên thì giá dầu hôm qua tăng có những lúc là vượt 80 đô lại, đúng không ạ? Hôm qua giá dầu giảm, giá dầu tăng trở lại một phần là do cái giá dầu tăng khoảng 3% này, cao nhất 4 tháng trong phiên, do dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm, đồng thời với nó là hôm qua là ông Ukraine là ông ấy tấn công vào cái nhà máy lọc dầu của Nga ha, là khiến cho cái giá dầu giảm. Như hôm nay giá dầu của chúng ta cũng điều chỉnh như vậy, không biết là tăng hay giảm nữa, đúng không ạ? Hôm qua thì chúng ta thấy các cái tin tức này, Nasdaq S&P 500 điều chỉnh giảm nhẹ thôi, hôm qua nó giảm chút xíu thôi, 0.10, 0.1%, 0.5% thôi. Đó. Đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản thì chúng ta thấy là Nhật Bản là sắp có một cái đợt tăng lương lịch sử, và ngân hàng trung ương Nhật là sắp sửa là chấm dứt cái kỷ nguyên lãi suất âm, tăng lương để gọi là để bù đắp những cái tác động của lạm phát, đúng không ạ? Ngân hàng dự kiến đưa ra quyết định làm rung chuyển thị trường vào cái tháng 4 sắp tới, đúng không? Sau 17 năm mới thực hiện. Gọi là thay xoay xoay được thay đổi chính sách tiền tệ, thì bản thân là cái nó cũng sẽ tác động rất nhiều. Thị trường chứng khoán của Nhật thì vẫn đang ở đỉnh mọi thời đại rồi, đấy là quá lớn rồi, đúng không ạ? Chỉ số chứng khoán của Đức là có chuỗi tăng kỷ lục dài nhất kể từ năm 2015. Thì cái này mấy nay trong các cái video clip thì mình vẫn có nói rồi, các cái nền kinh tế lớn, đúng không ạ? Mỹ, Nhật, Đức, vân vân, thì bản thân là các cái chỉ số chứng khoán của nó vẫn đang ở đỉnh lịch sử của nó, chưa có gì gọi là xấu hay là tháo chạy hay là khủng hoảng hay cái gì ở đó cả, đúng không ạ? Đấy, thì đấy chúng ta theo dõi thêm những cái thông tin như vậy. Giá tiền số thì vẫn đang loanh quanh khoảng 73, Ethereum thì quanh khoảng 4.000, Bitcoin thì vùng vùng 73.000, vẫn còn đang nằm im đó, chưa có gì tác động hết. Tức là từ qua này thì không có tác động, khá không tác động nhiều. Rồi cái phân bổ dòng tiền của thị trường phiên ngày hôm nay thì chúng ta nhìn ở đây thì để cho chúng ta thấy là cái gì, cái lực đỡ của thị trường nó vẫn đang có, đúng không ạ? Tức là cái dòng tiền mua chủ động khi bạn bán mạnh thì cái cầu mua, nếu bạn nào phân tích kỹ mà theo dõi sát về gọi là xem bảng điện đó, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ hình dung là cái lực chờ mua nó cũng tương đối, cũng gọi là các bạn bán ra về về mặt kỹ thuật là phiên này là đa phần là các bạn chốt lời hoặc bắt đáy gì đó, nó bạn bán ra đó thì gì thì đều có lực mua lại hết, đều có cầu chờ mua hết. Vậy là ít nhất là gì, những người không đua được phiên ngày hôm qua thì phiên ngày hôm nay có giá đỏ thì kiểu gì họ cũng mua, đỡ phải bị gì, bị FOMO giống như ngày hôm qua, đúng không ạ? Có nhiều người hôm qua là gì thấy FOMO quá, thấy thị trường lên tới 20 điểm là họ không dám đua nữa đâu, họ chờ, mà chờ thì hôm nay nhúng xuống thì lại là cơ hội cho họ mua, chứ cũng không phải là ai cũng tháo chạy, ai cũng nghĩ giống nhau, đúng không? Bản thân thị trường mà tôi nói rồi, cái tâm lý thị trường nó quyết định hết, chứ không phải ai là cũng là người tháo chạy thì ai là người mua, chắc chắn là phải có người mua. Vẫn có cổ phiếu tím ấy. Đây cổ phiếu tím này, đúng không? Nó đến từ nhiều ngành chứ không phải là một ngành. Đó. Thế thì đâu có câu chuyện gì, chưa có, theo mình nghĩ là chưa có vấn đề gì, là hôm nay mình còn nhắn trên nhóm Zalo đó, là cái mà sợ thị trường tạo đỉnh hai thì mình nghĩ là chưa đâu.
đỉnh 2 nó chưa phải ở đây đâu. À, phân phối thì chắc là cũng chưa đâu. Đây con còn chưa chạy mà lấy gì phân phối, như nhóm dầu khí là hôm nay mới chạy. Nhóm dầu khí tích lũy khoảng 2 tháng rồi, hôm nay 2 3 tháng gì rồi. Đúng không ạ? Thì hôm nay mới thấy PVT trần này, PVD trần sau là không giữ được đúng không ạ? Còn chỉ tăng 5 5% thôi. Gas hôm nay cũng chạy khỏe này. PVS cũng chạy nhưng mà thấy bạn nhìn nó chạy vậy thôi chứ chưa break được cái nền của nó. Có PVT thì break nền, nó break 28 là break nền rồi. PVD cũng vậy nhưng PVS vẫn còn trong nền. PVS vẫn quẩn quanh gọi là 38 chứ đã lên được đâu. Gas cũng thế đúng không ạ? Gas vẫn chưa thoát khỏi cái nền của nó ở vùng hình như 8 8 81 82 gì đó. Đó thì bạn thấy hình dung nguyên câu chuyện vừa nhịp vừa rồi là nhóm nhóm dầu khí là chưa có con nào chạy hết. Hôm nay nó bắt đầu chạy nhịp đầu tiên, phiên đầu tiên. Đấy, chưa tính là mấy ông cổ đất vẫn chưa thấy nhúc nhích gì. Hôm nay thì thủ tướng của chúng ta họp với các doanh nghiệp đúng không? Họp triển khai cái nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ đấy, tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô. À, chiều nay thủ tướng hỏi rồi, chỉ đạo rồi, phát biểu chỉ đạo rồi, cũng coi như là kết thúc họp rồi. Đó, thì vì sao là doanh nghiệp kêu thiếu vốn, nút thắt ở đâu? Rồi tìm cách giải quyết liền. À, thủ tướng chỉ đạo này, tiếp tục cái phân loại dự án bất động sản để cấp tín dụng phù hợp và tiếp tục gọi là dòng gần giống như là gia hạn cái thông tư 02 về gia hạn nợ rồi này kia đấy. Đó, và đặt ra các cái mục tiêu năm tăng năm giảm, năng tăng tốc bứt phá này. Đó. Gọi là như này, năm năm tăng tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn này đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ này. Đúng không ạ? Tăng tháo gỡ vướng mắc pháp lý và chất lượng tín dụng này, tăng cường giải quyết giữa nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp và quản trị điều hành này, tăng cường công khai minh bạch về lãi suất này. Trong tháng 4 sắp tới là các ngân hàng phải công khai lãi suất huy động này. Rồi cho vay này, tăng cường giám sát, phòng ngừa rủi ro tham nhũng tiêu cực này. Năm giảm là giảm lãi suất cho vay này, giảm chi phí giao dịch này, giảm thủ tục hành chính này, giảm phiền hà sách nhiễu này, giảm tiêu cực lợi ích nhóm ở sân sau này. Rồi tăng tốc này, số hóa này. Đó, chất lượng dịch vụ này, nhân lực này, phát triển hạ tầng này. Đó, sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm. Đấy đây là những cái chỉ đạo đúng không? Để gì? Gọi là bám sát tình hình và yêu cầu thực tiễn để mà giải quyết câu chuyện này. Thì chúng ta vẫn tập trung vào những cái vấn đề chính. Đầu tiên đó là cái việc mà gia hạn cái thông tư 02 đó để gia hạn nợ cho các doanh nghiệp. Đó. Rồi gì? Tìm cách mà tháo gỡ. Hôm trước hôm qua thì đối với các doanh nghiệp thì bảo là bây giờ lãi cao quá họ vẫn không vay được. Hoặc là gì, hôm như hôm qua chúng ta đọc cái bài báo là gì, hết tài sản rồi, tài sản là đa phần là nằm trong ngân hàng cả rồi, thậm chí bây giờ là giá trị bất động sản mà nó giảm rồi, thế thì cái định giá của ngân hàng nó thấp xuống, cho nên là giống như là cái tài sản đảm bảo để mà vay là hết rồi đúng không ạ? Đó. Rồi này, doanh nghiệp vay ít đi, ngân hàng quá thận trọng về cái tài sản thế chấp này. Đó, khả năng tiếp cận dụng tín dụng bất động sản chứng khoán thì tăng này. Đúng không ạ? Thì cái này cái điều kiện về vốn các bạn phải hình dung là bản thân ngân hàng nó cũng là một doanh nghiệp đúng không ạ? Kiểu gì kiểu bản thân ngân hàng nó là một doanh nghiệp. Đó. Doanh nghiệp đặc trưng mang tính đặc trưng đặc thù riêng. Nó thì nó cũng phải tính toán đến cái vấn đề về an toàn của nó chứ. Bây giờ cho đi vay tràn lan rồi rồi nợ xấu tăng ầm ầm rồi cuối cùng ai chơi với ngân hàng nữa, rồi lỡ mất vốn rồi ai đến đúng không ạ? Các bố cứ bảo là thì cho tao vay nhiều nhiều, bây giờ cái lô đất ví dụ giá trị 10 tỷ bảo cho tao vay 20 tỷ, có ông nào dám ký cho vay không? Ông nào cũng đòi khôn, vay nhiều quá, cho vay nhiều quá rồi đẩy giá cao lên, rồi cho vay cao rồi mốt nhân viên ngân hàng lại đi bán đất hết thì mệt. Đó thì đó là những cái thông tin xung quanh để mà chúng ta theo dõi đúng không ạ? Rồi cái tỷ giá đúng không ạ? Ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục hút tín phiếu. À, tiếp tục hút tín phiếu và cái việc mà cái đồng USD và đặc biệt là cái lạm phát, cái kiểm soát lạm phát của Mỹ nó vẫn chưa đạt đúng không ạ? Lạm phát của Mỹ vẫn tăng. À, và cái câu chuyện về lãi suất khi nào nó hạ cũng chưa biết. Chưa có gì là chắc chắn cả, cho nên đồng USD có thể nó còn mạnh lên và cái vấn đề lo ngại với tỷ giá, cho nên là cái việc ngân hàng nhà nước chúng ta hút tín phiếu thì chắc đây cũng còn vài phiên nữa mới được hút 3 phiên thôi, sẽ còn hút tiếp đúng không ạ? Ngân hàng nhà nước thì cho rằng gì hôm nay này đó, đại diện ngân hàng nhà nước hôm nay cũng có đi họp thì cũng nói là còn rất nhiều dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong năm nay, thách thức thì vẫn có, cơ hội thì cũng đầy, mục tiêu thì đầy, nói chung là cố gắng là tạo gọi là tạo thanh khoản này,
dồi dào để cho các bố vay, nhưng mà còn các bố có gì để vay thì không biết, đúng không ạ? Đấy thì đấy là những cái thông tin miễn thuế thu nhập nhà đầu tư quốc tế để hút vốn FDI, đây cũng là một cái ý mà chúng ta cũng cần lưu ý ha, muốn miễn thuế thu nhập cho nhà đầu tư từ nước ngoài đó. Các cái khoản đầu tư có nguồn gốc từ nước ngoài sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, đây là một cái ý để chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài đó. Thì đó là những cái thông tin bên lề để chúng ta theo dõi thêm đối với cái tin tức của thị trường ngày hôm nay ha. Các bạn có thể tìm hiểu và các bạn đọc kỹ hơn, mình chỉ trao đổi lướt qua thôi. Rồi hôm nay chúng ta để ý là khối ngoại hôm nay bán ròng tới 910 tỷ, trong tổng giá trị giao dịch của nó là tới 5.500 tỷ. Vốn của thị trường hôm nay thì hơn 1 triệu, hơn 1 tỷ cổ phiếu khớp lệnh và nó tầm đâu đó khoảng 27.000 tỷ. Đúng không? 27.000 tỷ là một cái thanh khoản tương đối cao. Trên tỷ đô rồi, trên tỷ đô trong giai đoạn này, và tôi nói cái vốn mà vẫn cứ duy trì trong khoảng từ 25 cho đến 30.000 tỷ nhịp này thì Vini nó cũng sẽ lên 1.300 thôi, chứ nó chưa dừng lại đâu, chưa mất cái xu hướng gọi là xu hướng tăng hiện tại của nó đâu. Đó, cho nên chúng ta chưa quá lo lắng. Đấy thì cái áp lực, bản thân cái áp lực đối với cái dòng tiền của khối ngoại này cũng lớn này. Họ giao dịch 5.500 tỷ trong tổng giá trị là 27.000, mà ở chiều bán ra ngót nghét 1.000 tỷ như thế này. Đó. Và chúng ta nhìn thấy cái dòng tiền của khối ngoại nó cũng đang có dấu hiệu nha, đang có dấu hiệu chạy khỏi những cái cổ phiếu vốn hóa lớn, cổ phiếu trụ. Ví dụ Vinhome này, Vinamilk này, đúng không ạ? Hòa Phát này, Thế Giới Di Động này, Vietcom này chẳng hạn. Đó, BIDV, Masan, mà nó chạy qua những cái cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa nhỏ hơn, ví dụ SSI này, PVD, Khang Điền này. Đó. Như đấy là hôm nay mua thôi. Đấy, chúng ta tính lại, tính tổng lại trong khoảng 1 tuần vừa qua, thậm chí trong khoảng 1 tháng vừa qua là chúng ta đã nhìn thấy này. Đó, đây 1 tuần vừa qua chúng ta thấy là khối này bán này. Vinamilk, Vinhome, Masan, Thế Giới Di Động này, Sáp này, đó, VP Bank này. Đó, rồi các bạn coi trong vòng tầm 1 tháng vừa qua cũng được, để các bạn thấy là khối này đang bán cái gì và mua cái gì. Đó, các bạn thấy này, vẫn là những con này. Nhưng mà toàn là cổ lớn thôi, mà tập trung gom vào những cái cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ hơn. Ví dụ như là Đức Giang này, Khang Điền này, SSI này, đúng không ạ? Nam Long này. Đó. Để ví dụ trong 1 tháng vừa qua cho đấy là chúng ta soi cái giao dịch của khối ngoại thôi. Thì bản thân dòng tiền của khối này nó bán từ năm ngoái đến bây giờ vẫn chưa chưa mua lại. Đúng không ạ? Chưa mua lại thì chúng ta theo dõi đến khi nào dòng tiền này nó quay lại, chắc có lẽ là chờ cái câu chuyện về lãi suất của Fed, chắc là phải tháng 6. Sau tháng 6 thì chúng ta mới rõ được. Thì đấy là đối với một số các thông tin. Bây giờ chúng ta đi vào cái biểu đồ kỹ thuật để chúng ta xem diễn biến và xu hướng của chỉ số thế nào. Hôm nay chúng ta thấy là cái khối lượng khớp lệnh ngày hôm nay là cao hơn ngày hôm qua, hôm nay là hơn 1 tỷ cổ. Đấy, hôm qua lúc hôm qua mình làm video clip thì mình bảo là cố gắng hôm nay sao đạt 1 tỷ, thậm chí hơn 1 tỷ cổ. Thì hôm nay đạt thật mà vượt vol trung bình 20 phiên nhưng mà lại ở chiều nến đỏ. Thế thì ở đây chúng ta nhìn như này, đây chúng ta nhìn, nếu nếu bạn nhìn thì thấy khúc này là đây là một đỉnh, đúng không ạ? Đây là một đỉnh nữa, hôm nay quay lên test lại cái đỉnh cũ rồi sau đó lại quay xuống. Thế là nhiều bạn bắt đầu lo lắng cho xu hướng của Vini hiện tại. Chúng ta đang kỳ vọng là nó 1, 2, 3 nến, nhưng mà mới có 2 nến xanh thôi, hôm nay lại quay đầu. Tuy nhiên thì với góc nhìn cá nhân của mình thì mình đánh giá là cái xu hướng tiếp tục lên của Vini nó vẫn chưa mất. Áp lực hôm nay đến từ nhóm ngân hàng là chính thôi. Đó, rồi có thể là tối nay chiều nay là bắt đầu là những cái thông tin liên quan đến cái thông tư 02, liên quan đến tín dụng, liên quan đến vân vân, mọi thứ đều có thể là cho mọi người ổn định trở lại. Đó, các bạn để ý là phiên ngày hôm nay cũng là cổ phiếu của 2 phiên này về, đúng không ạ? Thì cái việc mà các bạn bán ra với một cái nền giá nó có thể đỏ hơn, nó thấp hơn ngày hôm qua. Đó, rồi thậm chí những người có những người buổi sáng này bán trong cái chiều mua lại liền. Thì cũng vẫn vậy thôi, đây là vẫn dấu hiệu, một cái dấu hiệu là rút chân. Và cây nến ngày hôm nay này nó đóng cửa nó không thấp hơn một nửa của cây nến ngày hôm trước, và thậm chí là không gãy được cái đường, không không đánh mất cái ngưỡng khoảng 1255 đây này, thì theo mình nghĩ là vẫn ổn. Đó. Và đỉnh 2 nó phải nằm đâu đó ở phía trên này các bạn ha. Theo mình nghĩ đỉnh 2 nếu có, tức là nếu có điều chỉnh gì đó loanh quanh, nó phải tầm 1.300, thậm chí hơn một chút xíu, chứ nó cũng không ớn ớn. Đây chúng ta đang nhìn, nó nhìn sang á, nhìn về mặt biểu đồ đi, chúng ta bỏ qua hết những cái yếu tố khác đi, đúng không ạ? Thì cũng sẽ khiến cho nhiều người lo lắng. Ẩn hết 3 cái chỉ báo này đi để chúng ta dễ nhìn về mặt nến thôi. Đó.
Đây, đoạn này năm ngoái là cũng hút tín dụng đúng không ạ? Đó, một đỉnh này, xong cũng hai đỉnh. Đó, chỉnh 3 phiên xong rồi rút chân lên, xong rồi lên được 3 phiên lại quay xuống mà nhúng mạnh xuống đây. Rồi nó mới lên lại. Đó. Thì nhiều bạn lại cũng cũng bảo là thế thì pha này nó giống như cái bụng này thôi. Đúng chưa? Chứ nó chưa phải là khúc này. Nhưng mà nếu có điều chỉnh thì tôi nghĩ nó đang giống là khúc này rồi, nó đang đang lên lại. Đây, nó có thể đang giống như cái đoạn đây. Nó sẽ phải kéo à, các bạn chú ý đấy đấy là mình chia sẻ như thế thôi về mặt kỹ thuật thôi, còn có thể là thị trường nó vận động như thế nào đánh lên hoặc ngày mai nó lại giảm về dưới đây à, tích lũy quanh quanh đây quanh quanh 1.260 này rồi từ từ nó mới đi lên 1.300. Nhưng mà để ý tuần sau sẽ là tuần đáo hạn phái sinh nha, thì có thể là sẽ có những cái biến động lớn ở tuần đó. Với bản thân khúc này về mặt kỹ thuật à, mặt kỹ thuật thì các cái đường nó đang phẳng ra như thế này cho nên là cái xu hướng nó cũng không không mạnh cho lắm, nếu có đi lên cũng không mạnh cho lắm à, và cái áp lực giảm thì nó sẽ có những cái hỗ trợ quanh quanh đây đó, thì đấy là chúng ta theo dõi thêm. Còn về mặt xu hướng thì tôi thấy xu hướng vẫn còn đấy, chúng ta khác đi một chút xíu thì chúng ta thấy mọi thứ hôm nay vẫn đang rất là tích cực đúng không ạ? Có chăng để xem cái cây ngày mai nó như thế nào, diễn biến phiên ngày mai nữa mới quyết định là cái xu hướng hồi phục nó gãy hay chưa và cái hai đỉnh có xác lập hay không, thì có thể là cần gì, cần là ngày mai là một cây nến Hecken đỏ hai đầu như thế này, chứ còn ngày mai nếu mà thậm chí là nó vẫn cứ một cái nến xanh nữa thì tuần sau vẫn còn chạy tiếp. Đó, chạy phải lên 1.300 thậm chí hơn 1.300 một chút xíu ở cái tuần tuần tới tuần 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 sau đáo hạn phái sinh thì có thể là sẽ có những cái biến động và sẽ có những cái điều chỉnh thôi. Mở cái nến này ra cái các bạn lại bảo sợ ngày mai nó lại đóng một cái nến Hecken xanh xanh như thế này này, rồi tuần sau nó ấn cho 4 5 cây như thế này nữa đúng không ạ, 4 5 cây thì cái tuần sau đáo hạn đấy, thì giả sử nếu có ấn luôn thì nó cũng về tới vùng đây này 1.220, rất nhiều người đang chờ ở dưới này đúng không ạ? Vùng 1.200 và 1.220 nói chung là loanh quanh cái đám mây này thì rất nhiều người đang kỳ vọng nó chờ và nó về đó, rồi nó lại bay lên hay là nó lủng luôn như đám này. Thì các bạn đang kỳ vọng là về test lại mây để mua hay là các bạn kỳ vọng là nó lủng luôn cái đống mây này đó, đôi khi là chúng ta cứ ngồi chúng ta kỳ vọng như thế mong là nó giảm về, nhưng mà một là nó giảm về không tới là cũng không dám mua, hai là nó giảm về tới thì khiếp quá cũng không dám mua luôn đó. Thì đấy đó là cái diễn biến của thị trường thôi, còn quan điểm của mình cái xu hướng hiện tại nó vẫn chưa gãy và vẫn quan điểm vẫn giữ là nó sẽ phải lên 1.300 trước rồi có thể sẽ có những cái điều chỉnh sau đó, chứ điều chỉnh chưa phải lúc này đúng không ạ? Có thể là tháng sau tháng 4 nó tầm đâu đó trước khi nghỉ lễ 30 tháng 4 thì nó có thể là lên quanh quanh 1.300 hơn một chút xíu rồi sau đó test về lại cái vùng 1.240 1.250 rồi lại đi thôi, cái về nhìn về mặt dài ra thôi, còn chúng ta cứ lăn ngắn nay xanh mai đỏ nay xanh thì cái đấy là tôi nói là hết sức bình thường đúng không ạ? Chẳng ai biết chắc được, giống như sáng nay mình nhận định đấy, mà nhiều khi trưa sáng nhận định đấy nhưng mà chẳng biết thị trường tăng hay giảm không biết, nhưng mà chẳng ai biết là trưa sẽ ăn gì, chẳng ai biết tối nay sẽ ngủ vào lúc mấy giờ đấy, chúng ta còn không chắc chắn, đấy là cái việc mà chúng ta chủ động được ấy mà chúng ta còn không chắc chắn, chứ đừng nói mà đi nhận định và đánh giá là cái thị trường là nó sẽ tăng hay nó giảm vào ngày mai đúng không ạ? Nhưng gì nhìn xa ra thì chúng ta sẽ biết chắc những thứ chúng ta rất biết chắc chắn luôn, ví dụ các bạn nhìn xa ra các bạn biết chắc là sau 1 năm nữa các bạn sẽ tăng thêm 1 tuổi đúng không? Con các bạn cũng lớn thêm 1 tuổi, cái đó là chắc chắn rồi. Thì cũng giống như vậy thôi, giờ bây giờ nếu các bạn nhìn video bây giờ loanh quanh 1.200, cứ nói rõ 1.200 luôn, khỏi nói 1.300 cho nó to tát gì. Quanh quanh 1.200 thì các bạn nhìn ra mỏ 1 năm nữa nó nằm khoảng 1.400, 1.500 chẳng hạn. Thế thì có gì đâu mà sợ. Chộp bỏ đó, chờ lên đó là tính. Thế thôi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.